Dạ, Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review nhà đất vườn chính chủ. Hôm nay Thanh đang có mặt ở ngay trong một mảnh đất vườn chôm chôm, bơ, gỗ hương và một cây mít lai cực kỳ là to. Và đặc biệt lô đất hôm nay Thanh quay là đã có hàng rào lưới kẽm làm kiên cố đầy đủ. Và mặt bằng lô đất của mình là bằng phẳng không nhấp nhô. Đuôi của mình là một lô đất thế nở hậu. Với tổng mặt tiền đường nhựa Thanh quay ở đây sẽ được là 16m. Test thông tin quy hoạch là đường phun hồng thổ cư, dân cư cắp điện wifi là đầy đủ. Tí nữa Thanh sẽ ra và quay di chuyển cho cả nhà mình cùng theo dõi. Còn hiện tại là Thanh đang đứng ở ngay trong cái phần đầu đường của cái lô đất. Thì ở đây cả nhà sẽ thấy và quan sát được của mình có những cây bơ to như thế này luôn. Ở đây của mình là chôm chôm Thái đã được vào thu chính. Và những cây gỗ hương như thế này là quý cô chú anh chị của trên mình phải được hơn 20 cây. Đó, thì với một lô đất mặt tiền lộ nhựa, đường thông, dân cư, đường phun hồng và sổ của mình là bìa hồng cầm tay, chủ gửi tụi em quay bán và giá cực kỳ là hợp lý. Tại thời điểm hiện tại thì Thanh thấy phù hợp sẽ quay cho cả nhà mình cùng theo dõi. Và cái chất đất cả nhà mình nhìn này, cái lá bơ mà nó to cỡ này luôn. Còn đây, đây là cái gốc bơ của mình nó to như toàn bộ cái cây của mình là như thế này. Xanh tươi tốt. Còn chất đất của mình ở đây là đất đen pha sỏi, phù hợp cho quý cô chú anh chị của mình trồng trái cây. Cái cạnh đây Thanh đang đứng này, chiều dài chạy thẳng xuống sẽ được là 94m. Và cái đuôi đó của mình nở hậu ra là 20m. Và cái chiều dài bên kia sẽ là 74m. Còn mặt tiền mà Thanh di chuyển ở đây sẽ được tổng cộng là 16m. Và hướng mặt tiền Thanh quay ở đây sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị. Thì tổng hết toàn bộ cái mảnh vườn ở đây của mình có bơ, có cây gỗ xưa, cây dáng hương to như thế này luôn. Phải gần 20 cây luôn nha quý cô chú anh chị của mình. Mà chủ nhà bán hết chỉ có 450 triệu thôi. Đó, còn cả nhà mình thấy một cây mít lai to không? Đó, một cây gỗ bự như thế luôn. Còn ở đó của mình là dân cư, nhà cửa là đường thông tứ hướng hết như thế này luôn. Thì quý cô chú anh chị sẽ sở hữu được một mảnh đất rẻ, đẹp. Chủ nhà đang cần tiền gửi tụi em quay bán. Cả nhà để ý này, 16 mét mặt tiền xung quanh ranh giới là đã có lưới rào kẽm B40 hết luôn. Và lô đất Thanh quay nằm tại là ấp 7 của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Em được chủ gửi bên quay bán. Đó, và 450 triệu cả nhà sẽ sở hữu hết toàn bộ luôn. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Đây, cả nhà nhìn này, dáng hương của mình là bự như thế này luôn. Còn đây, đây là cái hàng rào mà bên cạnh 74m thẳng tắp luôn. Cả nhà biết không, với cái cây dáng hương cả nhà thấy thế này nha. Nhưng mà khi mà mình trồng được như thế này phải trên 10 năm, 5-6 năm. Từ trên 5-6 năm cái dáng hương của mình biết to cao được như thế này. Còn như cây mít lai thì cực kỳ là bự rồi. Đó, thì cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất rẻ đẹp, có cây trồng cụ thể trên đất. Còn chôm chôm đây của mình thì đã được vào thu hoạch rồi nha quý cô chú anh chị. Đó, đã có trái chín đầy đủ hết nè. Mặt bằng lô đất Thanh quay ở đây là bằng phẳng không nhấp nhô. Và cái phía dưới đuôi đất của mình ở đây thì nở hậu ra tới 20m. Tí nữa Thanh sẽ di chuyển cái mặt bằng để cả nhà sẽ xem được toàn bộ cái mặt tiền lộ nhựa của mình đẹp như thế nào luôn nha. Còn bây giờ đang tiện thể trong đất thì Thanh sẽ di chuyển trực tiếp xuống cái đuôi đất để cả nhà mình sẽ nắm bắt hết được toàn bộ luôn. Vị trí lô đất Thanh quay ở đây là đường nhựa thông phun hồng, dân cư đông đúc. Và mình di chuyển ra ngay trường chợ trạm chỉ dao động vào có hơn 2km thôi. Và đường đây của mình cũng đồng thời dẫn xuống cụm trung tâm hành chính huyện, cũng chỉ khoảng là 2-3km thôi cả nhà. Cái phần phía sau lô đất của mình ở đây thì chủ nhà là đang có trồng điều nha. Nhưng cả nhà biết không, khi mình mua một lô đất này mà ranh giới đã được làm hàng rào kiên cố như thế này đó thì rất chi là yên tâm luôn. Tại vì mình mua bán tới đó là chỉ việc có chăm sóc và làm lô đất của mình đẹp thêm thôi. Còn như ranh giới như thế này đã được làm sẵn hết rồi, nên quý cô chú anh chị mình sẽ yên tâm về ranh giới địa chính. Trong quá trình mua bán thì sẽ có địa chính vào đo đạc để xác minh cho mình toàn bộ là đất của mình là đúng đất này, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Đó, đây là Thanh đang đi theo cái cạnh 94m để quay hết tổng thể cho cả nhà mình. Còn diện tích lô đất hôm nay Thanh quay là được tới 1.251m² nha quý cô chú anh chị. Đây. Đó, phía bên kia của mình á là có hàng rào hết rồi. Đó.
Đây quý cô chú anh chị, tới cái đuôi đất đây của mình cũng đã có cọc mốc của địa chính đóng đầy đủ. Từ đây của mình chạy theo cái chiều dài đây, đuôi của mình sẽ được tới 20 mét. Đầu của mình là 16, đuôi là 20. Một cái sổ của mình là cực kỳ đẹp, 1251 mét vuông. Đó, trên đất thì có gỗ. Đây, đằng sau của mình cũng có cây giáng hương này nữa nha cả nhà. Đó, đằng sau đất này vẫn đang còn luôn. Tính ra là mình hơn được hơn 20 cây giáng hương như thế này cả nhà. Đó, bự lắm. Ở trên thì có chôm chôm, có bơ. Vị trí lô đất Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị mà di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên á, sẽ dao động vào bán kính là 150 tới 160 km và gần hơn là Đồng Xoài, Trơn Thành. Các khu vực đó thì cả nhà sẽ search trên Google Maps để biết cái vị trí di chuyển chính xác nhất cho Thanh ha. Đây, bây giờ thì em sẽ di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa để em quay tổng thể chiều ngang, chiều dài và dân cư, đường đi lối lại cho quý cô chú anh chị của mình nắm bắt rõ hơn. Và nãy giờ là Thanh đang di chuyển từ ngay cái chỗ hơn 20 cây gỗ và cây mít mít lài của mình luôn. Đây là Thanh đang di chuyển từ ngay chỗ cây chôm chôm này, rồi đến cái chỗ cây bơ. Và đây là toàn bộ cái chỗ gỗ giáng hương của mình. Và ra cây mít lài rồi em di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa để Thanh quay cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Ranh giới lô đất đây của mình nhé, thì bây giờ là cả nhà chỉ cần làm cái cổng rào ở đây thật là đẹp nữa là mình di chuyển vào trong lô đất của mình là rất là ổn luôn. Này, cả nhà, một cây mít lài bự như thế này luôn nha. Đó là nằm trên đất của mình luôn, to lắm, cây to lắm quý cô chú anh chị. Đó, đây là cây mít lài của mình. Còn từ đây để cả nhà nhìn vào trong lô đất này là sẽ đẹp như thế này. Bơ, chôm chôm, điều, gỗ giáng hương và một cây mít lài 16 mét mặt tiền lộ nhựa đường thông phun hồng thuộc của ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chủ gửi bên tụi em quay bán và bán hết chỉ có 450 triệu thôi quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển ra cái mặt tiền đường nhựa đó để em chỉ đầu đuôi ranh giới cả nhà theo dõi tiếp với em nha. Dạ đây, bây giờ là Thanh di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa. Ở đây cả nhà sẽ quan sát được cái sổ to cao của cây mít lài mà Thanh quay nằm ngay trên cái mặt tiền ở lô đất hôm nay Thanh quay. Đường của mình ở đây là đường thông, khu dân cư hiện hữu, cáp điện wifi ở đây là đầy đủ này quý cô chú anh chị. Và đường của mình là đường liên thông dẫn từ Thạnh Hưng xuống tới trung tâm hành chính huyện. Và lô đất của mình ở đây là phun hồng thổ cư. Còn test thông tin quy hoạch là cả nhà sẽ đăng ký thổ cư được liền. Đó, tính từ ngay vị trí của tay Thanh chỉ đây, cạnh này của mình chạy thẳng xuống sẽ được 74 mét. Còn từ đây để cả nhà chạy thẳng sẽ được là 16 mét, giáp với nhà hàng xóm kế bên. Đường của mình là dân cư, xe ô tô di chuyển thoải mái. Hết toàn bộ một lô đất 1251,2 mét vuông. Chủ nhà bán hết là 450 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Và trong quá trình mua bán, cả nhà sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh để đảm bảo video, hình ảnh, sổ sách mình quay ở đây là đúng đủ nha quý cô chú anh chị. Dạ, tới đây, đó, tới ngay cái vị trí của tay Thanh chị ở đây thì mình sẽ có cột mốc đầy đủ ha. Từ đây mình chạy thẳng xuống là 94 mét. Mặt bằng lô đất của mình là ngay đường là rộng, rãi, thoáng như thế này quý cô chú anh chị. Dạ, thì nãy giờ cả nhà cùng đang theo dõi và quan sát tổng thể với em một lô đất giá rẻ, có trái cây, có hơn 20 cây gỗ giáng hương, một cây mít lài to bự, sổ của mình là pháp lý đầy đủ và chủ nhà bán hết là 450 triệu. Đến đây Thanh xin phép tạm dừng video. Mọi thông tin quý cô chú anh chị sẽ liên hệ với hai số điện thoại của em ở dưới màn hình, đồng thời là Zalo. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi và tin tưởng kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em. Cả nhà có thể trước khi kết thúc video đó thì nhấn vào cho em một nốt like, một nốt đăng ký để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của Thanh nha.